Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì mình sẽ ăn thử cái hộp xưa, cái thịt sống nè các bạn. Cái này ốc gì đó, ông xã mình nói là ốc này ăn sống ngon lắm. Giờ ông mua về cho mình ăn thử và mình quay video cho mọi người xem ha. Thì đó, anh nói là cái này nè, chỉ như vậy thôi và mình xắt ra thôi. Thì đâu để một chút mình mở ra, mình cắt thử xem nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nồi để mình luộc nghêu nha các bạn. Thì dưới đây là mình bỏ một lớp xả nha. Và một mớ gừng nha. Đừng có đụng con. Rồi, với 5-6 lá chanh. Đó, mình bỏ vô đây nha. Ok. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay có mua một ít ốc. Ốc này ốc hộp. Nãy mình có quay cho các bạn xem đó. Ốc này ốc hộp và ốc này ốc xà huyết mọi người. Ủa phải vậy. Con nghêu thì này hấp xả với một chút xíu lá chanh thơm. Mặn, hơi mặn mùi rồi. Cái nước tương này ở trong này có wasabi mọi người, hơi cay. Em sẽ dùng wasabi bột, mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thử con ốc này xem như thế nào mọi người ha. Ok, giờ mời tất cả mọi người nha. Đó. Ủa này ăn không vậy hả anh? Giống như quả sao vậy đó. Có ăn rau cỏ gì không? Thì em muốn ăn rau thì em cần rau. Còn tụi anh thì dân nhậu thì anh ăn không không à. Thì sao? Cay quá. Wasabi cay hả? Ừ. Vậy nó ngon á. Nhưng mà wasabi này không bằng cái wasabi tiếp. Nó cay, nó không có cay nồng. Nó không có cay the hỗn như wasabi tiếp. Ốc ngon rồi, ngọt. Cái này họ đã hấp chín rồi, hấp chín rồi nên cái vị rất ngọt. Ngọt và thơm. Giòn giòn, có độ dai. Các bạn nghe, giòn giòn dai dai. Còn cái con nghêu này là tươi nè mọi người. Này là tươi luôn á. À, mà nó mặn thiệt luôn á. Mặn quá. Ăn kèm với miếng chanh. Mặn quá. Ăn kèm với miếng chanh này vừa. Chứ ăn không mặn quá. Mặn khít thiệt. Trong cái thịt của nó mà mặn cho nên á, ai mà nấu nghêu hấp thái á là phải cái con nghêu này phải bỏ ít nhất là phải một muỗng hoặc 2 muỗng đường để bỏ miếng chanh nha. Wow, bỏ miếng chanh lên đây các bạn. Hấp dẫn chưa. Ừ.
Có thêm miếng chanh nữa, nó dịu cái độ mặn lại. Mà cái con nghêu này á nó hơi ốm, cái mùa này nó hơi ốm mọi người, nó hơi ốm. Bỏ miếng chanh lên nha mọi người cho nó chua chua. Quá ngon. Tại vì cái ốc này các bạn, mình có để một lớp bạc nè để mình giữ cho nó đừng có bị thấm nước xuống á. Thì cái chanh hồi nãy em bào á là cái nước chanh nó nằm nguyên trên đây nè mọi người. Nước chanh nó nằm nguyên ở hai bên này nè, chấm vô đây là có hậu chua luôn. Nó có hậu chua chua. Ở phía trong này nó ngọt. Để mình nhớ coi. Nó giống ốc gì bên Việt Nam nè. Nó giống cái con ốc dừa dôi. Ốc dừa dôi mà thứ miền Tây mình á, ai mà ở Sóc Trăng á mà có mấy cái ông mà chạy xe mà ốc dừa dôi đây, ốc dừa dôi đây đó thì ăn nó giống giống vậy đó. Nhưng mà cái phần thịt này rất là giòn. Giòn ăn giống như là con ốc gì cho. Tự nhiên không nhớ tên. Giòn giòn sực sực. Giống như ở Sài Gòn có con ốc mà họ bán nó bự nữa bạn, mà đem nướng mỡ hành á, một con 30.000 á, giòn giòn sực sực vậy á, nó na ná như là cái độ giòn của ốc hương vậy. Nhưng mà ốc hương nó giòn hơn, ngon mà đẹp, hương vị cũng ngon, đặc biệt là dễ ăn, cứ gã đông mà ăn thôi. Các bạn sẽ bị nó hắt lên mũi các bạn. Các bạn biết không, mọi người ăn wasabi là wasabi tiếp. Còn ông xã mình nó ảnh mua là ảnh mua wasabi hũ nè các bạn. Đây nè. Mọi người thấy không? Đây nè, wasabi hũ nè, như thế này nè bạn. Nó có 3 loại. Một loại màu vàng, một loại màu xanh và một loại màu trắng ngà ngà. Màu theo kiểu màu vàng vàng trứng gà thiệt là lợt á. Thì nó có 3 loại như vậy. Còn cái loại này á là ảnh mua là màu màu vàng ngà ngà nè các bạn. Nè các bạn. Đó, thì khi mình pha ra là cái màu nó ngà ngà. Còn á, có nhiều loại là các bạn pha ra là nó sẽ làm màu xanh lá cây như thế này. Và có nhiều loại các bạn pha ra là nó ra màu vàng đậm. Đó, nó có 3 loại. Đó. Thì á hả, mình từng ăn cái loại màu xanh rồi với cái loại này. Nhưng mà thấy cái độ cay của nó không có hổn nó nhiều. Sắc cực kỳ nồng. Nó nồng lắm mà nó không có cay hổm. Đối với wasabi mà trong tiếp nó cay hổm. Các bạn vừa chấm các bạn bỏ vào miệng ha, là nó nồng hất ngược lên mũi mà nó xí cái nóc giọng mình ra này rất là nồng. Nhưng còn này á nó hất lên mũi thôi nhưng mà nó không có nó quá nồng, mình có thể chịu được. Chủ quán ơi, cho vài xì rượu đi. Đúng, đúng thì còn cái này phải ăn. Phải có vài xì rượu. Thơm cũng ngọt lắm mà. Thơm cũng ngọt dễ sợ. Cái này á, nãy mình mua có 8 con
cho nên mình ăn 4 con, mình trừ là trong xã 4 con. Chúa sợ là lấy chúa sợ chúa. Ngọt. Cái này mới mốt mua đem về Việt Nam làm quà được không? Tại nó trong đông đá, các bạn có thể đi di chuyển được hai ngày. Khi mà mình bỏ thùng đá, mình mua đá mình bỏ vô, mình bay trên máy bay mình về tới Việt Nam là nó gã đông ra là vừa. Cái này ăn nhiều, nặng bụng. Có con nó dai mà nó ngọt. Mấy con mà mập như thế này nó ngọt. Rồi thôi các bạn ơi, no rồi. Nghỉ thôi. Ăn con cuối cùng đó. Cay nồng quá. Quá đã, quá ngon. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Mong là các bạn nào mà chưa biết cái món này thì lùng sục mua đi mọi người, dễ lắm. Trong chợ đại hàng á bán một hộp có mấy đồng à, mua về ăn thử được mọi người, ngon. Cái này ăn mì gói nha, bỏ vô cũng ngon nữa, hoặc là làm lẩu á mọi người bỏ vô, nhưng mà mình thấy nó hơi phí. Này ăn không nó ngon hơn. Ok, giờ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.